Sao lại không Alo, nghe? chào chú. Rồi rồi, xin chào. Thì hôm nay nhà này mình gặp nói chuyện chú tí. Rồi, ok. Chú khỏe chứ? Rồi, mình thì nói chung là vẫn bình thường, lúc nào còn lên trên diễn đàn được là sức khỏe vẫn còn tốt. Vâng, hôm nào các chú lên thì bọn cháu vẫn xem bình thường, vẫn vào ủng hộ các chú nhiệt tình luôn, với niu ni với cả là gì nữa. Nói thật với cả chú là bây giờ đấy thì nó thật ra là cái bọn chống cộng cực đoan đấy, chúng nó đấy thực ra thì chúng nó coi như là đã tụt quần để chạy sang tận Mỹ rồi, trình độ ở đâu mà lãnh đạo đất nước để đạo dân chúng nó đấy, kiếm ở bên đấy, đấy thì chẳng qua là chỉ là trợ cấp thôi, còn một vài ba thằng thì gọi là phát triển này, gọi là giáo điều vớ vẩn thôi, nhưng mà nếu so với cái dân mình ấy, thì chúng nó cũng chết đói cả đấy, chứ Đúng không rồi. phải sung sướng gì đâu. Chẳng qua là chúng nó coi như là cứ gọi là hô hào chống cộng, mà thực ra thì một số cái coi như là thằng già đấy, kiểu như là nó sang bên đấy nó vẫn chống cộng cực đoan theo kiểu gọi là để lấy niềm vui cho cuộc sống thôi, để gọi là lấy cái tôi thôi, nhưng thực chất ấy là nó muốn, cũng muốn về Việt Nam lắm, nhưng mà có về được đâu, không về được. Bây giờ về chúng nó cũng Một không là bằng ở sợ, trong nước. một là như thế này. Thứ nhất là một là không có tiền, thứ hai Đúng rồi. là chúng sợ, hiểu không? Chúng nó nhiều khi Đúng. đấy, một số thằng mà nó lên trên diễn đàn của thằng Tân Thái bên Y Chương hoặc là con Lô Sư Đào chẳng hạn, nó toàn Đúng. bịt cái này, nghĩa là bịt cái này là chúng nó sợ, đúng không? Còn Vâng. một số thằng thì nói chung chúng nó nằm neo các thứ, thì nói chung một năm tiết kiệm bao nhiêu tiền để mà về Việt Nam. Chả được đóng bao nhiêu cả. Nếu như mà so với cả một số coi như gọi là cứ chỉ cần bằng cái bọn gọi bọn nó giàu ở bên đấy, nhưng mà so với cả nếu như mà thực ra thì so với cả dân trung lưu của mình thôi, Thế chứ chưa cần nói là dân giàu, đúng nếu so dân giàu thì nó không tuổi gì cả, rồi. Bây giờ chứ còn nó nói nếu thẳng ra nhá, ví dụ như so mình là cái dân gọi là trung bình thì cũng không không so được. Đấy. bởi vì chúng nó làm gì có quyền tự do gì, nó có nói được cái tiếng nói gì ở đấy đâu. Thực ra thì nếu như mà về thì vài ba đồng của chúng nó, trợ cấp của nó về so với cả dân mình thì cũng to. Thế nhưng mà thực ra thì ở bên đấy đấy thì nó chỉ là dừng lại chỉ đủ ăn, mà thậm chí thì sáng ra nếu như mà bây giờ bọn nó vừa đi ăn phở thì không có đâu, chú nhớ không? Đi ăn bữa phở bình thường như là chú cháu mình chỉ gọi là ngày nào cũng đi, bữa nào cũng đi, nhưng mà chúng nó không đi, Đúng không đủ tiền để mà rồi. đi, Bây mất giờ tiền cái thứ. mình như ăn cái gì mà chả được, đúng không? Đúng rồi. Đấy, đúng. Thế mà bây giờ ví dụ như là chúng nó bảo là đi gọi là như ở bên mình, Cái như thằng bên lang nó thang bảo này, mẹ bố láo bố bố lung mà cho đấy, cái mày thằng La Than đấy, Nan ấy đấy. cứ nói với mày, bác Hồ là cho xuống hầm cầu luôn. Mà cái thằng đấy tốt nhất là dập nó đi, và nhưng mà thôi cứ để cho nó xem tí, để cho nó coi như là biết Không, là nhưng mà dân nói tộc chung này là thế nó xúc này. phạm Hồ Chủ tịch là không được. Không được, Đúng. vâng thì quá thì Đúng. không được luôn, Đúng rồi. bởi vì thực ra chúng nó bộ nào gì có tài gì, còn có những thằng nó ngồi nó lý luận với cả cháu ấy, là nó mấy thằng coi như là ở trong nước mình ấy, kiểu dân chủ quậy ấy, nó bảo là có Rồi nghĩa là mình nó là là lốc, nó xúc phạm lãnh đạo là lốc. Đấy là nguyên tắc của vâng diễn đàn của tôi. thì nó lại còn bảo là Hồ Chủ tịch với cả ông Giáp bị giỏi cái gì đấy, thì mình bảo thế thì không giỏi, đúng không giỏi, thì cứ bảo gọi là không giỏi đi, thì mày bảo là ai trong cái Việt Nam Cộng Hòa chúng mày là giỏi, thì nó là Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Thiệu tôi nói mày, nếu như bây giờ tôi nói là Nguyễn Văn Thiệu đúng, thì cứ gọi là bảo là Nguyễn Văn Thiệu giỏi đi, nhưng nếu như Hồ Chủ tịch không giỏi nhưng cũng là danh nhân văn hóa thế giới được thế giới công nhận, đúng chưa? Thế thì mày bảo là Nguyễn Văn Thiệu là giỏi, làm gì có tên tuổi hay gì trên bản đồ, làm gì có thằng nào đâu gì, mà bây giờ là bất cứ thằng nào, kể cả thằng Mỹ, người Mỹ, người coi như là lính Mỹ ngày xưa, nó bọn nó sang đây nó coi như là đánh thuê đúng không, thì nó vẫn cứ chửi nó là thằng Nguyễn Văn Thiệu là cái thằng chó chết chứ làm gì có tên tuổi gì trên bản Dụ đồ. kể cả đại tướng Võ Nguyên Giáp nữa không giỏi đi thì là Không giỏi mà tại sao người ta lại một trong 10 tướng lính giỏi nhất thế giới, được thế giới công nhận, vâng, đúng mà không? được ở Đấy. bên coi như là anh nó coi như là Việt Nam Cộng Hòa của anh nó đục đục tượng Đúng tượng đúng không, thế mà chúng nó bây giờ chúng con nó thằng lại cứ Thiệu, thằng Diệm được đúc tượng ở đâu, đúng không?
À, tượng ở Hầm Cầu chú. Đấy đúng. Có rồi, tượng Hầm Cầu dân nó chửi. Cho nên là nó rất là phức tạp chứ. Bây giờ thì trong cái xã hội này ấy, thì một ba vài ba thằng ấy nó hay coi như là văn vở nọ kia đó. Nhưng mà thực ra thì trình của chúng nó đến đâu, nó chỉ có trình gì chứ ạ. Thế nhưng mà nó cứ nói cứ cảm tưởng cứ như là sắp sửa coi như Nhiệt Đông không có camera. Bây giờ là này nói Nhiệt Đông này, em làm cái Facebook ấy, em ấy hết đi, sau đó em làm lại từ đầu. Đấy. cái thằng Nathan Nê đấy chú ạ, thằng Nathan Nê đấy này, cái thằng vớ vẩn. Đúng rồi, em Nê là đúng. Thôi nhá, Rồi muốn rồi, đi tí rồi thì rồi rồi. Rồi xin chào chào chú bạn. nhé. Rồi Vâng ok. vâng vâng.